dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15 tháng 3 năm 2022. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, đêm sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ.